Yo, Phantom on the mic. Xin chào các bạn đã ghé thăm channel Phantom Gaming. Mình là Phantom đây. Trong video trước, mình đã hướng dẫn các bạn nào có cơ hội tham gia vào bảng Open Testnet của Hero Empire và cách đăng nhập vào game. Nên trong lần này, mình sẽ giới thiệu sơ về hệ thống gameplay cũng như cơ chế chiến đấu. Đầu tiên là giao diện chính của game, gồm hệ thống nhiệm vụ, kho đồ, chiến dịch vượt ải, hệ thống tướng, vân vân. Ở phần pháo đài, đối với các bạn nào vừa mới vào game thì hệ thống này sẽ bị ẩn. Nó sẽ được mở khi bạn tiến công tới chương thứ 2/14 hay 2/18 gì đó nếu mình nhớ không nhầm. Còn về cửa hàng, nó sẽ được mở nếu bạn hoàn thành chiến dịch ở chương 2/29. Tiếp đến là hệ thống tướng. Ở Hero Empire tổng cộng có 94 vị tướng được chia đều vào 8 tộc và 7 hệ khác nhau. Mỗi vị tướng sẽ thuộc một tộc và một hệ riêng biệt. Các tộc hệ này đều có sức mạnh và các hiệu ứng riêng. Mình sẽ điểm nhanh qua về các đặc trưng này. Nếu bạn nào không theo dõi kịp thì dừng màn hình lại nhé. Sau đó là về phần đội hình. Một đội hình có tối đa 5 hero, tùy thuộc vào suy tính cũng như sở thích của mỗi người mà bạn có thể chọn cho mình các đội hình khác nhau và lưu chúng lại. Khi chiến đấu, bạn nhấn vào cái vương miện bên góc bên phải màn hình để chọn đội hình mà mình đã lưu. Ở phần chỉ huy gồm 3 mục là thăng bậc tướng, tái thiết tướng và phước lành đồng minh. Thăng bậc tướng là bạn có thể nâng cấp phẩm chất của tướng lên cấp cao hơn. Những vị tướng mà có đánh dấu tích đỏ được xem là có thể thăng cấp. Và vào video tiếp theo mình sẽ nói rõ về hệ thống này hơn. Tiếp đến là tái thiết tướng. Đại khái đó là trả lại toàn bộ tài nguyên dùng để nâng cấp bậc của vị tướng và đưa vị tướng này trở về cấp độ 0. Cuối cùng là phước lành đồng minh, thì mình phải đánh đến màn 4-3-6 mình mới có thể hiểu rõ được đây là hệ thống gì. Ở một pháo đài như là đó ở trên, khi đủ điều kiện nó sẽ mở ra cho bạn. Ở đây có hai mục chơi, đó là leo tháp và đấu trường. Leo tháp thì bạn leo càng cao, phần thưởng càng lớn, tất nhiên quái cũng mạnh mẽ hơn. Còn ở đấu trường, bạn phải thiết lập một đội hình thủ để chống trả những người chơi khác tấn công. Đồng thời bạn cũng có thể chủ động tấn công để đạt được thứ hạng cao hơn. Nhớ một điều nhé, một ngày bạn chỉ có 20 lần để đánh chiến dịch và 20 lần leo tháp thôi, nên đừng để lãng phí. Bạn cũng có thể kết bạn với những người quen và chiến đấu với họ để đổi tài chiến lược. Sau cùng, mình đánh giá Hero Empire là tựa game NFT khá cuốn. Bạn có thể dính với nó cả ngày. Có khi bạn sẽ không đánh quá nhiều mà chỉ ngồi suy nghĩ về đội hình của riêng mình thôi cũng đã mang đến cảm giác rất là giải trí. Vừa chơi vừa có tiền. Ok, và đó là toàn bộ video của mình chia sẻ về tổng quan gameplay của Hero Empire. Nếu có gì thắc mắc, các bạn hãy comment bên dưới nha. Còn nếu các bạn muốn mình làm video về vấn đề gì tiếp theo hay review tựa game nào tiếp theo cũng comment bên dưới luôn. Và các bạn hãy tham gia hai group Telegram của team mình. Mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhằm đọc được nhiều thông tin NFT cập nhật nhanh và hot nhất nhé. Cuối cùng, đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi team Phantom Gaming. Mình là Phantom, chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những video sau.